Xin mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình lo mai giống, mai ghép hàng cho cô chú anh chị mình mua về lấy bo ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem, thấy cái nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Thì đầu clip ngày hôm nay thì em có quay được cái mặt hoa của giống giả sư bông Sài Gòn, giống của chú Sáu Bình Dương bên vườn của bạn Nam ha cô chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình xem nè, thấy là cây chuẩn giống thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Nè, bông siêu to luôn cô chú anh chị ơi. Nó bông bự hơn 4 ngón tay em luôn cô chú anh chị ha. Nè, siêu bông Sài Gòn nha, giống của chú Sáu Bình Dương ha. Thì hàng của vườn của bạn Nam ha, thì em ba đã bảo cho cô chú anh chị mình là bao chuẩn giống hết, nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm mà mua ha. Rồi không là mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào clip để mình gặp luôn bạn Nam, để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai gì cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi lại mình chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Rồi. Và một cây đầu clip là mã số 38N ha, một cây siêu bông Sài Gòn. Rồi, cây này đế đẹp ha. Và bông to nữa cô chú anh chị ha. Có đế cây luôn. Cây này có mặt hoa sẵn hết trơn rồi, cô chú anh chị mình cứ yên tâm và chuẩn giống nha. Rồi, thông số luôn các bạn ha. Rồi. Quỳnh thân là được 18, chiều cao 80. Tán 85. Cây ha, đế sỏm hả cô anh chị. Rồi. Rồi cái nhà lưu dưới cô chú anh chị giá cũng chỉ là 800.000 bao phí ship luôn. Rồi, mình đợi cây luôn. Số 38N ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 39N cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Có bông trên cây luôn ha. Cây có bông cây mà bị héo rồi ha. Này nở ngày hôm qua cô chú anh chị ha. Cúc cam nha cô chú anh chị, bông 24 36 cánh. Rồi, mình thân là 10. Rồi. Cao là 69. Tán ngang 60. Cây gia lưu của chú anh chị giá 300 nha. Rồi, đợi cây ha. Tiếp theo là mã số 40N cũng là một cây hoàng đế nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc hoàng đế, cúc cây này lấy bo đế nhiều nha cô chú anh chị. Bông to lắm cô chú anh chị. Mình thân là 15. Thấy cái viền nụ thấy chất lượng. Chiều cao 70, tán ngang 72. Rồi, cây gia lưu của chú anh chị giá 500 ha. Rồi, đợi cây luôn. 40N. Rồi, tiếp theo cây mã số 41N cũng là một cây cúc phượng thanh trân nha cô chú anh chị. Bình thân là được 16. Cúc phượng thanh trân ha. Bò chiều cao 62. Tán ngang 62. Rồi cái cúc phượng thanh trân giao lưu giúp của chú anh chị giá 500 luôn nha. Rồi. Mình đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 42N cũng là một cây tây hy nha cô chú anh chị. Bình thân là được 14. Cái nụ to lắm cô chú anh chị. Chiều cao 59. Nhìn cái nụ thấy ghiền luôn á. Tán ngang 45. Rồi. Rồi cây giao lưu của chú anh chị giá 400 nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 43N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 17. Chiều cao 70. Tán ngang 88, cây này lấy bo nhiều lắm nha. Rồi, cây giao lưu của chú anh chị giá cũng chỉ là 800 luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 44N cũng là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thanh tú ha. Đế này có củ ha. Cũng to lắm. Chùm chùm nè cô chú anh chị. Quỳnh thân 18. Củ đặc 29. Thế củ nở luôn ha. Chiều cao là 87. Bông nè. Tán ngang 70. Cây này có mặt hoa sẵn luôn cô chú anh chị cứ yên tâm. Rồi. Rồi Quỳnh thân của cây. Ô. Cây này em giao lưu cho chú anh chị mình giá là 750 nha. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 45N cũng là một cây cúc họ hương các bạn anh chị. Rồi. Này lấy bo nhiều nha cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 12. Bo già lên nụ đều gan hết luôn rồi cô chú anh chị. Ngang 66. Rồi cây giao lưu với cô chú anh chị giá là 600 nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 46N cũng là một cây nhị cột tròn nha cô chú anh chị. Rồi em thấy cây này nó đang có hai mặt bông luôn ha. Cây này có mặt hoa hai mặt hoa luôn rồi cô chú anh chị. Dưới đây là bông vàng ha. Còn nó bông vàng trên cây ha. Bông kem. Bông màu kem nè. Cái dạng hoa nó y chang như nhau thôi cô chú anh chị ha, chỉ khác cái màu sắc thôi. Dạ. Bông cũng rất là to, rất là thơm nha. Còn nụ rất là nhiều gì mình test bông thoải mái nha cô chú anh chị. Rồi, Quỳnh thân là được 40. Ủa, Quỳnh thân là 16. Rồi. Chiều cao 70. Tán ngang 59. Rồi. Rồi cái giao lưu của chú anh chị giá là 850 nha. Rồi, bao ship ha. Đúng rồi. Đỡ cây luôn bạn. Rồi, tiếp theo cây mã số 47N cũng là một cây bạch mai tân tân nha cô chú anh chị. Rồi, bạch mai tân tân 2020 ha. Quỳnh thân là được cô chú chị ha. 17. Có củ luôn cô chú anh chị. Chiều cao 90. Này bo dài về lấy bo liền được hết nha cô chú anh chị.
Cái này về lấy bao ok luôn á. Rồi cái bịch máy canh tăng giao lưu với cô chú anh chị mình rất là 800 ha. Rồi bao ship luôn các bạn. Đúng rồi. Rồi đỡ cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 48 N, cũng là một cây cúc cam luôn. Rồi. Cây này lấy bo nhiều lắm cô chú anh chị. Bo cây này lấy nhiều ạ, trăm mấy bo dư sức nha. Hoành thân lùm 15. Rồi. K82 ngang 54. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700 thôi. Dạ, mà đỡ cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 49N, cũng là một cây cúc VIP nha cô chú anh chị. Rồi. Nè cái tàn quá tờ VIP luôn cô chú anh chị ha. Cúc VIP đây còn gọi là cúc tri kỷ nha cô chú anh chị. Hoành thân là 16. Rồi. Phò già ha, về mình lấy bao ok ha. 8.065. Rồi cây này luôn với cô chú anh chị giá là 600.000 bao phí ship luôn. Cây mã số 49N cũng là một cây cuối lớp em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866 5094, cũng là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.